Đan Tiên lộ bằng chứng ra về tại Hoa hậu chuyển giới 2023 bị Hương Giang ghim vụ nét đàn ông. Sau ồn ào nói xấu Hương Giang giả tạo nét đàn ông, netizen đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy mỹ nhân chuyển giới Đan Tiên sẽ bị loại trước thềm chung kết Hoa hậu chuyển giới 2023. Đan Tiên từng được đánh giá là ứng viên có thể chạm tay vào vương miện Miss International Queen Việt Nam 2023. Tuy nhiên, sau tập 6, nhiều khán giả dự đoán cô sẽ out top, đầu tiên phải kể đến phần ứng xử gây thất vọng của cô nàng vừa qua. Mỹ nhân chuyển giới sinh năm 1999, sở hữu đôi mắt to, sống mũi chuẩn S-line và làn da trắng sáng, nhiều cư dân mạng có nhận xét đường nét gương mặt của Đan Tiên khá giống với nữ chính Chiếc lá cuốn bay Bayfern Pim Chanok. Không chỉ sở hữu hình thể chuẩn chỉnh với chiều cao 1m68 và số đo 3 vòng 84, 64, 87, Đan Tiên còn nghiêm túc tập luyện trình diễn catwalk với Hoa hậu Khánh Vân để bản thân tỏa sáng hơn tại cuộc thi. Tuy nhiên, trong tập 6 cuộc thi Miss International Queen Việt Nam 2023, Đan Tiên lại bất ngờ khiến không ít khán giả quay xe. Ở phần thi KOL interview, Đan Tiên nhận được câu hỏi nếu phải chọn một cái tên không phải bạn giành chiếc vương miện thì bạn sẽ chọn ai? Đan Tiên nở nụ cười rạng rỡ tự tin đáp, em xin được trả lời bằng trái tim của em thì ngoài em ra, hiện em chưa nghĩ ra được ai. Em nghĩ rằng em không phải là người tốt nhất để trở thành Miss Queen năm nay nhưng em là người phù hợp nhất. Với câu hỏi nếu giành được danh hiệu nhưng bị cộng đồng mạng quay lưng thì sẽ ứng xử như thế nào, Đan Tiên khéo léo khẳng định sẽ đặt vấn đề ở bản thân mình, cô sẽ xem xét mình đã làm gì để cộng đồng mạng trở nên như vậy. Nếu như mọi vấn đề xuất phát không phải lỗi do cô, Đan Tiên tin rằng mọi hiểu lầm sẽ được hóa giải khi cô nỗ lực. Thí sinh từ đội huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa hứa sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng cô xứng đáng với danh hiệu. Tuy nhiên, đến câu hỏi được Hoa hậu Hương Giang đặt ra, Đan Tiên lại có câu trả lời kém tinh tế. Hoa hậu Hương Giang hỏi, bạn nghĩ sao khi người ta nói cuộc thi Hoa hậu chuyển giới là một cuộc thi ao làng? Đan Tiên liền đáp, thì em nghĩ rằng suy nghĩ của họ là ao làng. Cư dân mạng cho rằng việc công kích người có quan điểm bất đồng với mình không phải là một lựa chọn thông minh. Một số người xem còn đặt câu hỏi phải chăng Đan Tiên đang muốn chỉ trích suy nghĩ của một bộ phận khán giả. Một số khác thì thắc mắc vì sao Đan Tiên không lựa chọn chứng minh Miss International Queen Việt Nam không phải ao làng, nêu bật ý nghĩa riêng của cuộc thi. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn dự đoán Đan Tiên sẽ out top vì phần ứng xử kém tinh tế của mình. Bên cạnh phần ứng xử chưa ra dáng hoa hậu, nguyên nhân lớn nhất khiến netizen tin Đan Tiên sẽ bị loại trước thềm chung kết đó chính là ồn ào nói xấu Hương Giang. Vừa qua, trên khắp các diễn đàn sắc đẹp, không ít người hâm mộ xôn xao khi Đan Tiên vướng ồn ào từng công khai nói xấu Hương Giang trên mạng xã hội. Theo đó, một tài khoản được cho là Đan Tiên đã để lại loạt bình luận không những chê giọng hát của Hương Giang mà còn dùng lời lẽ vô cùng tiêu cực xúc phạm đến Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Người này còn khẳng định fan Hương Giang chỉ thuộc tầng lớp thấp kém. Những lời bình luận khó nghe của Đan Tiên với giám đốc quốc gia của thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam đã khiến nhiều khán giả phải sốc vì câu từ nặng nề như con người giả tạo, hoa hậu có nét đàn ông nhất Việt Nam. Trước ồn ào bủa vây, Đan Tiên mới đây đã chính thức lên tiếng thừa nhận tin đồn là đúng sự thật. Đồng thời, người đẹp cũng có bài đăng dài trên trang cá nhân nhận lỗi và gửi lời xin lỗi tới Hương Giang vì những phát ngôn công kích cô trong quá khứ. Thí sinh đội huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa cho biết sẽ chấp nhận mọi chỉ trích và mọi quyết định sắp xảy đến với bản thân. Vướng ồn ào với Hương Giang cũng là giám đốc quốc gia của thi Miss International Queen Việt Nam, không ít khán giả lo lắng ác chủ bài đội huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa không còn cơ hội đăng quang ngôi vị cao nhất. Netizen đưa ra ý kiến khó mà được top 2 luôn, dù trước đó được kỳ vọng là hoa hậu. Từng ghét một người trở thành thích một người là chuyện bình thường mà, quá khứ thôi, cho qua hy vọng Hương Giang công tư phân minh. 99,9% sẽ out top 3 luôn, với tính cách của Hương Giang thì không bỏ qua đâu. Thôi xong, say bay vương miện đi chứ xin lỗi gì nữa. Bùi Quỳnh Hoa nên tập trung hết sức cho thí sinh khác là vừa, không có ai tính tình như này mà thành hoa hậu được. Ở Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023, Đan Tiên hiện là gà chiến của đội huấn luyện viên Bùi Quỳnh Hoa khi là người giữ nhiều chiến thắng cá nhân nhất trong 6 tập phát sóng. Nếu chỉ xét ngoại hình Đan Tiên, được nhiều người dự đoán có khả năng đăng quang trong đêm chung kết. Nhưng nếu xét nhiều yếu tố khác, Đan Tiên hiện khó lòng giành ngôi vị cao.